Hải Bình và Kiều Trâm xin phép được quay trở lại với phần tin Việt Nam. Thưa quý vị, Việt Nam cho phép công ty Đài Loan treo cờ của quốc đảo này tại nơi làm việc ở Bình Dương. Một công ty Đài Loan chuyên về nội thất Kaiser tại Bình Dương của Việt Nam cho báo chí nước này biết đã được chính quyền Cộng sản Việt Nam cho phép treo cờ của đảo quốc này ở nơi sản xuất đặt tại khu công nghiệp Mỹ Phước ở Bình Dương. Việc treo cờ này nhằm để phân biệt với các công ty Trung Quốc sau khi chịu thiệt hại tới 1 triệu Mỹ Kim trong các cuộc biểu tình chống Bắc Kinh 4 năm trước. Ông Lo Tu Wen, người đứng đầu Kaiser, nói rằng đây là điều chưa có tiền lệ và đây là kết quả không ngờ sau tình trạng phản đối bạo lực chống Trung Quốc năm 2014. Ông này nói thêm rằng nhiều công ty Đài Loan đã trở thành nạn nhân của các cuộc biểu tình chống Trung Quốc vào tháng 5 năm 2014 sau khi Bắc Kinh đưa giàn khoan dầu vào nơi Việt Nam tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông. Một bức ảnh được báo chí Đài Loan đăng tải cho thấy ở cổng công ty, ngoài cờ mang biểu tượng của hãng Kaiser, còn có cờ Việt Nam, Đài Loan và Hoa Kỳ là thị trường xuất cảng được coi là chủ lực của hãng này. Nga sẽ bán hộ tống hạm cho Việt Nam. Bản tin này được các trang tin trong nước trích dẫn nguồn từ thông tấn xã TASS của Nga vào ngày 30 tháng 7. Hãng thông tấn nhà nước Nga cho biết loại tàu này có trọng tải lớn, được trang bị vũ khí tốt và quan trọng nhất là được trang bị hỏa tiễn hành trình đa năng Caliber. Và ngoài ra, đây là loại tàu có tốc độ nhanh nhưng giá cả rất phải chăng. Được biết, loại tàu này đã giúp Hải quân Nga kiểm soát tốt các vùng biển ven bờ ở châu Âu như Biển Đen và Địa Trung Hải. Các tàu này có thể hoạt động trong tình trạng thời tiết xấu và hỏa tiễn Caliber có thể hạ mục tiêu ở cách xa đến 1.000 km. Tin cho hay rằng trong các quốc gia được chào hàng ngoài Việt Nam còn có Trung Quốc, Ấn Độ, vốn là khách hàng truyền thống của vũ khí Nga cùng một số quốc gia châu Á khác. Hiện nay, Việt Nam đã có thêm những nguồn cung cấp vũ khí khác từ phương Tây như là Pháp, Israel, nhưng nguồn cung cấp chính vẫn là Nga. Thưa quý vị, kêu gọi trả tự do cho một công dân Hoa Kỳ gốc Việt. Một nhóm 5 người đã bị công an thành phố Sài Gòn bắt giữ để điều tra từ ngày 7 tháng 7 đến nay với nghi vấn hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. 5 người bị giam có một công dân Hoa Kỳ gốc Việt tên là Michael Phương Minh Nguyễn, sinh viên Huỳnh Đức Thanh Bình, ông Huỳnh Đức Thịnh, cha của Huỳnh Đức Thanh Bình, Facebooker Trần Phi Long và Facebooker Thomas Quốc Bảo. Hiện tại trên trang mạng đã xuất hiện lời kêu gọi yêu cầu chính quyền Cộng sản Việt Nam trả tự do cho ông Michael Phương Minh Nguyễn, 54 tuổi, một doanh nhân độc lập. Được biết, ông Michael Phương Minh Nguyễn là về Việt Nam thăm gia đình và bạn bè từ ngày 27 tháng 6 và lẽ ra đã quay trở về Hoa Kỳ trên chuyến bay để ấn định cách đây 10 ngày. Gia đình của ông này cho biết có liên lạc với phía chính quyền Cộng sản Việt Nam về trường hợp của ông nhưng bị từ chối xác nhận những thông tin liên quan, lời kêu gọi nêu rõ. Bất cứ chính quyền nào giam giữ người vô cớ là một sự vi phạm trầm trọng đến nhân quyền và luật lệ quốc tế, đặc biệt là người bị giam là công dân của một quốc gia khác. San Jose, California đã tổ chức chương trình ca nhạc đấu tranh đêm chuyến lửa về quê nhà. Thưa quý vị, vào lúc 5 giờ chiều ngày 28 tháng 7 tại trường trung học Yorba Buena, thành phố San Jose, California đã diễn ra một buổi ca nhạc đấu tranh mang ý nghĩa đặc biệt có tên Đêm chuyến lửa. Chương trình thu hút đông đảo khán giả địa phương cũng như các cơ quan báo chí và đoàn thể đến tham dự. Toàn thể khán giả đã thể hiện sự đồng lòng chung sức cùng với người dân quốc nội trong cuộc đấu tranh phản đối dự luật đặc khu kinh tế và luật an ninh mạng qua những bài hát và hoạt cảnh do các ca sĩ địa phương cùng hai tiếng hát thu xương và nhạc sĩ Đình Đại đến từ Pháp Quốc và ước vọng sớm có một nền dân chủ, tự do trên quê hương Việt Nam. Đêm nhạc đấu tranh kết thúc vào khoảng 8 giờ 30 phút tối cùng ngày. Đang dây dứt lòng tham dưới ách cai trị độc tài của Đảng Cộng sản. Chúng ta một ngày nào đó có thể chúng ta sẽ lọt vào tay Trung Quốc. Là một thành phần trong cộng đồng và một. Chuyển sang phần tin đời sống, thưa quý vị, các thợ lặn tại Mostar cùng nhau vinh danh truyền thống kéo dài hàng thế kỷ. Những thợ lặn chuyên nghiệp đã cùng nhau nhảy khỏi cầu Old Bridge, vốn có niên đại từ đế chế Ottoman tại thành phố Mostar của Bosnia vào ngày Chủ nhật 29 tháng 7, trong khuôn khổ của một truyền thống lâu đời thường được tổ chức hàng năm trong suốt nhiều thập niên vừa qua. Cuộc thi đã thu hút hàng ngàn du khách đến từ khắp nơi đã tận mắt xem các thợ lặn nhảy xuống sông Nevrata ở độ cao 27 mét. Cây cầu Old Bridge đã được xây vào thế kỷ thứ 16 và đã trở thành biểu tượng của thành phố Mostar. Nó đã bị phá hủy trong cuộc chiến Bosnia, tuy nhiên đã được trùng tu vào năm 2004.
Bản tin giải trí nối tiếp cho biết, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Michelle Obama đã tham gia buổi hòa nhạc của Beyoncé và Jay-Z. Những người đi xem buổi hòa nhạc tại Washington DC của Beyoncé và Jay-Z đã bị phân tâm khi họ nhận ra cựu Tổng thống Hoa Kỳ và cựu đệ nhất phu nhân Barack và Michelle Obama đang nhảy múa phía sau họ trong một khán phòng riêng vào tối thứ Bảy, 28 tháng 7. Michelle và Barack được thấy nhảy nhót theo điệu nhạc, trong khi khán giả hào hứng cố gắng quay phim lại hình ảnh của vợ chồng cựu tổng thống. Beyoncé và Jay-Z hiện đang biểu diễn cùng nhau trên chuyến lưu diễn quốc tế có tên gọi là On The Run Second. Thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức buổi tối trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi. Xin trân trọng kính chào quý vị. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tin tức News at Night.